sốc, Lâm Khánh Chi ly hôn chồng cũ vì người thứ ba và Trần Thủ Đoạn ly gián của Trà Xanh. Trong rất nhiều cuộc tình của mình dù kết thúc không đẹp, nhưng Lâm Khánh Chi chọn cách không ồn ào. Tuy nhiên mới đây, Lâm Khánh Chi lần đầu có những chia sẻ về nguyên nhân tan vỡ mối quan hệ vợ chồng với Phi Hùng. Người đẹp này cho biết chồng có người thứ ba, cô gái này đã chen chân vào lúc vợ chồng cô giận nhau dẫn đến chia tay. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ với ngôi sao .vn về câu chuyện chia tay với chồng cũ. Cô nàng khẳng định do có người thứ ba chen vào từ phía Phi Hùng nên cả hai mới chia tay. Lâm Khánh Chi cho biết chồng cũ muốn chọc tức, níu kéo cô nên mới tìm cô gái khác. Cô nói, chính vì tôi nghĩ vậy nên tôi không buồn, nhưng anh ấy dở một cái. Quen nhưng đừng bao giờ công khai để làm cái gì, việc công khai không đẹp cho tôi, chọc tức tôi đâu có được gì. Trong tình yêu đừng nên chọc tức, muốn níu kéo bằng con tim, chọc tức càng đẩy xa. Cách anh Hùng xử sự hơi trẻ con, vì anh ấy ở dưới quê rất hiền, không có trải đời nhiều. Nếu đặt trường hợp tôi là anh Hùng, tôi không làm vậy, nên nói đi nói lại tôi thương anh ấy nhiều hơn giận. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi khẳng định mối quan hệ không thể cứu vãn vì người thứ ba. Nếu anh ấy trưởng thành hơn, anh ấy sẽ không cư xử như vậy. Nếu nói trách, tôi không trách anh ấy, tôi thương anh ấy vì anh ấy quá khờ, bị mắc bẫy cô đó. Cô đó là người đẩy câu chuyện đi xa, không có cơ hội quay lại với tôi. Bắt anh ấy phải đăng hình này nọ, câu chuyện mới đẩy ra xa. Cô ấy sợ anh Hùng trở lại vì tôi là người 5 năm gắn bó, sao đứt vai tôi được. Nếu nói thật sự, anh Hùng muốn quên tôi rất khó. Nữ ca sĩ nói thêm, hiện tại Phi Hùng muốn quên cô rất khó, cả hai vẫn nhắn tin thường xuyên. Do người đẹp chuyển giới luôn sống chân thành nên đáng giá hơn rất nhiều. Còn người con gái kia muốn vượt qua cái bóng của Lâm Khánh Chi phải hơn cô về mọi mặt. Người đẹp chuyển giới cũng cho biết, mối quan hệ vợ chồng có thể cứu vãn được nếu như Phi Hùng không đăng ảnh cùng cô gái khác. Tuy nhiên, mọi thứ đều không do Phi Hùng quyết định. Đó là anh ấy bị ép buộc. Tôi biết được một điều vì tài xế của tôi đang chở anh Hùng. Cô ấy ép anh Hùng đăng hình lên, nói về chuyện tình cảm tôi không giận anh Hùng nhiều. Cô ấy không xứng tầm với tôi. Kết lại vấn đề, Lâm Khánh Chi vẫn tiếc nuối về mối quan hệ với chồng cũ. Nếu được trở lại, cô muốn tùy duyên. Người có duyên sẽ quay về bên nhau. Ngoài ra, nữ ca sĩ chuyển giới lần đầu tiết lộ cô bị ba mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà nếu dám ly hôn chồng. Ba mẹ tôi không muốn tôi và anh Hùng chia tay nên mới áp lực lên tôi. Ba mẹ nói nếu ly hôn chồng là không được ở đây nữa. Lúc đó chuyện vợ chồng tôi giận nhau người lớn không giải quyết được, cái gì cũng phải có thời gian. Tính tôi cũng cứng, ai càng muốn nghỉ tôi cho nghỉ luôn, giải thích hoài không hiểu thì thôi. Mình giải thích một đường người ta nghĩ một nẻo, làm sao giải thích được. Tôi nghĩ cứ ra riêng ở, thời gian nguôi ngoai tự động hiểu rồi quay trở lại. Khi được hỏi cảm giác của một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng giàu có là bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà như thế nào, Lâm Khánh Chi đáp, ba mẹ nói vậy thôi, nhưng do tính tôi tự ái cao. Khi nghe ba mẹ nói là tôi đi liền, bữa giờ ba mẹ cứ kêu tôi về hoài, nhưng tôi không về. Nhà cao cửa rộng không ở, đi ra ngoài thuê nhà ở vậy đó. Lâm Khánh Chi từng khiến làng giải trí bất ngờ khi tuyên bố được ai nấy đi với ông xã Phi Hùng sau nhiều năm bên nhau. Sau khi ly hôn, cô vướng tin đồn hẹn hò với chàng trai trẻ, song đã lên tiếng phủ nhận. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lâm Khánh Chi được nhận xét ngày càng xinh đẹp quyến rũ. Người đẹp chuyển giới luôn được đánh giá là trẻ trung hơn so với tuổi 45. Trong một bài đăng mới đây, nữ ca sĩ tiết lộ, 3 tháng đầu sau ly hôn là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cô. Thời điểm đó, Lâm Khánh Chi không thể ổn định được tâm lý và chỉ có thể nằm một chỗ. Dù ngày nào cũng chìm trong nước mắt, nhưng cô tự nhắc chỉ được yếu lòng lúc ở một mình. Hiện tại, Lâm Khánh Chi đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần, trở nên rực rỡ, xinh đẹp hơn. Người đẹp tiết lộ có tới 3 người đàn ông đang theo đuổi cô. Họ đều là những người khá ổn định, tài giỏi. Một người là Việt kiều Mỹ, một người kinh doanh bất động sản. Riêng thông tin người thứ ba, cô muốn giữ kín. Lâm Khánh Chi tâm sự, sau khoảng thời gian tìm hiểu, cô sẽ tiến tới với người phù hợp nhất. Để tránh điều tiếng không hay, nếu có tin vui, cô sẽ công khai với khán giả chứ không giấu giếm.